Vâng. Đấy. Không, anh giữ cận luôn, giữ nguyên nhé, ấn phát là giữ nguyên luôn, ba ấn ba nha, ba bố cứ đúng không? Thì để họ làm lúc đã. Thì là khi mà em quay anh cho giảm xuống như chính. Giảm đúng. Nhưng mà khách họ không thích ăn chính rồi. Thế là đúng cả bắt mình thì không sai, mà người ta thì không thích. Đúng. Cho giảm đi. Đúng không? Thì để họ làm lúc đã. Thì là khi mà em quay anh cho giảm xuống như chính. Giảm đúng. Nhưng mà khách họ không thích ăn chính rồi. Thế là đúng cả bắt mình thì không sai, mà người ta thì không thích. Đúng. Cho giảm đi. Cho mà mới đúng, nhưng mà cho ít thôi. Quay không có đi hướng, quay mà quay cứ giữ ở góc. To nhất luôn anh nhớ, to nhất ở bên trên. Thế nhìn thấy ớt vào đây rồi, ớt vào đây rồi. Nó có tí nó có cho quả ớt ngoài không? Để
núi to nhất luôn này nhỉ, to nhất ở bên trên luôn. To nhất luôn này nhỉ, to nhất ở bên trên luôn. Tay chân hết thủ công, vâng, đòi hỏi cái cầu kỳ của nó tỉ mỉ cao hơn chứ nó không như là hệ công nghiệp. Vâng.
su tất cả các gia vị khác nguyên lệ. Vâng. Đang sôi rồi các bạn. Để này, tiếng nữa mới được đó các bạn. Cho riềng này là cái gia vị cuối cùng mà mình chỉ cho vào trong cái nồi này thôi nhỉ? Còn nước. Còn nhiều làm. Công nhận là trong tất cả các nghề mình thấy là cái nghề kho cá làm vũ đại này thực sự là quá vất vả. Vừa vất vả mà vừa cảm thấy nó cũng khổ khổ anh nhỉ? Mệt. Sôi.
hai nhưng ấy thì hai đúng ấy. Để cái áo bên ngoài đi tôi, vâng. Để bên ngoài cái nhà.